Chiều ngày 2 tháng 6, đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi vào lớp 10 của huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 tại hai địa điểm thi trường Trung học phổ thông Bình Yên và Trung học phổ thông Định Hóa. Tại địa điểm thi trường Trung học phổ thông Bình Yên có 16 phòng thi, trong đó có 13 phòng thi vào trường Trung học phổ thông Bình Yên, 3 phòng thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa, tổng số 370 thí sinh dự thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Định Hóa có 31 phòng thi, trong đó có 27 phòng thi vào trường Trung học phổ thông Định Hóa, 4 phòng thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với tổng số 738 thí sinh dự thi. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, cả hai địa điểm đều đã hoàn thành việc lập hồ sơ, lập danh sách thí sinh và niêm yết theo quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng bảo quản đề thi có gắn camera an ninh, phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng y tế, phòng cách ly và các phương án phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, vân vân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của hai trường, đồng thời đề nghị hai trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng để phối hợp tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.